Xin chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá. Hôm nay thì bên em lại có một số cái đầu máy quay lên để thanh lý cho tất cả anh em cùng tất cả các bác nhá. Thì có 3 số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. 3 số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em này. Quý Bắc Giang. Đấy. Thì 3 số điện thoại đấy thì anh em có nhu cầu muốn mua cái loại máy như nào thì anh em có thể điện trực tiếp cho bên em nhá. Thì có một con Funeo này, một con máy CD90 này, Funeo này, một con máy Honda máy 110 này, và cục Sirius đời cao nhá. Thì anh em cứ xem kênh, anh em vừa xem vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau có video là hay thì anh em có thể xem được nhá. Thì những cái cục máy như này thì bên em đều test lổ và rất là ngon hết rồi. Thì anh em cảm thấy ok được cục nào thì anh em mua nhá. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác con đầu tiên ngày hôm nay thì là cục Sirius đời cao. Cục này đời 2023. Đấy, con này thì trước em đã quay một lần rồi. Thì nói chung là cái giá, mức giá nó thì thật sự em với bác là máy nó gần như là mới nên là giá nó cũng hơi cao một chút. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác nhé. Thì con này nó rất là đẹp. Con này thì nó là đời 2023, máy cực kỳ đẹp và cực kỳ nét rồi. Máy zin toàn bộ nhé. Con này nó sánh ngang với là máy mới rồi. Đấy, con này là mã 04 các bác nhé. Thì con này em bớt cho bác 200 còn 6 triệu bao ship cho tất cả anh em của tất cả các bác nhé. Đấy, cái nước sơn nước máy này nó gần như là 100% máy đẹp luôn rồi. Nó không có cái gì xước sát cả. Còn con này nó chạy đâu đó có 2.000 cây thôi, 2.000 km nhá. Thì chưa cả đổ hết lốp đa cơ. Đấy. Kèm theo đầy đủ hết phụ kiện, cần đạp quần số, chế hộp khí, dây điện, IC con nạp đầy đủ nhá. Thì con này giờ đang chào bán 6 triệu nhá. 6 triệu 2 em bớt cho bác 6 triệu này, con này IV49 nhá. Con này gần như là máy mới rồi, nó không có gì. Nó là máy mới luôn, em khẳng định có 100% nó là máy mới các bác nhá. Đấy, nên là anh em mua là anh em yên tâm. Đó là chạy rất là ngon luôn rồi. Rồi qua mã. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác con thứ hai nhé. Con này là máy UE 110. Đấy, con này là hãng nội địa Trung Quốc. Đấy, nói chung là con này thì máy nó cực kỳ là ngon rồi. Nó sánh ngang với Honda ấy. Nhưng mà thật ra các bác là cứ thể theo như em thế thôi. Nói chung là cái máy tàu thì mình nghe đến máy tàu thì trong đầu của mình lúc nào là cái máy nó cũng kém chất lượng. Thế nhưng mà không phải các bác nhá. Máy này là máy Haozhou. Nó là hãng nội địa. Vì cái hàng máy này nó không có máy mới ra thị trường nha các bác nhá. Nó không máy mới ra thị trường, nó cũng như dòng Honda. Và nó chỉ có dòng theo xe. Đấy là theo xe nên chất lượng nó rất là tốt. Đấy, con này thì tôi, cái này thì em nhập nó cũng giá nó cũng cao nên em bán 3.8 triệu. Chưa em bán còn con này còn 2 cục nữa thôi. Anh em cảm thấy ok anh em mua nhé. Con này C24 thì giá này em giảm cho các bác 500 còn 3.3 triệu nha các bác nhé. Thì con này em bán thành lý lốt còn 2 con thôi. Còn mà con này nó keo cần đạp quần số mới chế hoặc khí. Máy móc thì cực kỳ zin rồi. Máy móc rất là zin nha các bác nhé. Đấy, Haozhou máy 110. Con này đầu bò ống hơi nhé. Thì con này nó sẽ giống cái dòng con SYM 110 các bác nhé. SYM 110 thì form nó tựa như này, con ống hơi nhé. Máy 110. Nếu mà bình thường, nếu mà thị trường ở Việt Nam mình nó bán con này cũng rơi tầm 4 triệu nếu mà máy SYM nhá. Thì con này nó cũng tương tự như vậy thôi các bạn. Đấy, tương tự như vậy, con này giá 3.3 triệu. Có nhiều bác mua những con này về trải nghiệm thì thật sự các bác là nó côn số nó ngon như Honda luôn. Em khẳng định các bác 100% như vậy. Còn nếu mà anh em mà có xe mang đến nơi mà anh em bảo là thay cho tôi con này vào xe ấy thì là bên em sẵn sàng thay và cho các bác chạy thử trải nghiệm luôn. Đấy, nên là máy con này rất là ngon các bác nhá. Thì con này là mã C24, giá 3.3 triệu nha các bác nhá. Em bớt sâu 3.300.000 đồng. Đấy, em còn 2 con đấy, các bác là ưng được các bác mua nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác con thứ 3 ngày hôm nay. Thì con này nó là hàng Honda sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, thì bên em thì chuyên những cái dòng Honda Trung Quốc và Honda Việt Nam. Đấy, thì có như là con này là đời sản xuất là 2017 các bác nhá. Máy nó còn cực kỳ là mới luôn. Đấy, máy Funeo. Đấy, nhưng mà bên họ thì thật sự các bác là điện tử nó cũng đắt đấy. Thế nhưng mà cái hàng cơ này thì nó cũng rẻ rẻ vừa thôi. Thì con này là mã Q6 nha các bác nhá. Con này là mã Q6 này. Q6 nhá. Con này thì giờ đang chào bán là giá 3.5 triệu. Bình thường là ấy thôi nhưng ngày hôm nay bán 3.3 triệu. Con này nó kèm theo đầy đủ hết cần đạp quần số chế hộp khí nhá các bác nhá. Cần đạp quần số chế hộp khí đầy đủ hết. Con này thì em có bảo hành là anh em khi anh em mua về mà chạy lên máy mà có khoái mà muốn đổi, không muốn đổi em hoàn tiền. Đấy, nên là chính sách bên em bây giờ nói chung là buôn bán thì ngày càng nó khó khăn rồi. Nên là anh em mua thì anh em cũng
từ trước giờ mà bên em cũng thế thôi, là bán đều có bảo hành hết, là anh em về chạy ngon, ok, không vấn đề gì. Thì anh em thì bên em máy bảo hành cho anh em 2 tháng, còn nếu mà anh em về mà lổ lên có trục trặc cái, anh em báo cho em là bên em sẽ hoàn lại tiền cho anh em, hoặc anh em gửi máy không mất phí gì cả. Đây anh em nhìn thấy con ốc này, nó còn gần như là mới nhá, máy móc còn rất là ngon luôn. Đấy, con này thì anh em có thể lắp sang cái dòng Funel từ đời 2006 đến 2010. Còn nếu mà anh em muốn đến cửa hàng mua cũng được, hoặc anh em ở xa thì bên em sẽ test lổ cho anh em những cái cục máy này, lổ rất ngon luôn. Máy móc này anh em nhìn thấy tất cả nó đều là zin hết, còn chưa một vết chạm cơ. Máy móc rất là ngon anh em nhé, yên tâm về chất lượng đi. Đấy. Rồi con thứ ba ngày hôm nay là thứ tư, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác nữa là một con máy Honda CD90. Con này thì nó rất là zin này, anh em nhìn côn này. Đấy, côn rất là ngon. Và hàng này thì anh em mua, thiện chí mua, anh em cứ alo cho em một câu thôi là em sẽ test lổ cho các bác nhé. Tại vì con này là bên Trung Quốc người ta đã test cho em rồi, nên là những con như này là bên em đều có làm lổ hết rồi, ngon hết rồi. Và tất cả đây anh em nhìn nhé, nó là hàng những cái dòng đời là 1981 đến 1984 ấy, là dòng Honda CD90, nó không có hàng nhái các bác nhá. Nó chuẩn chỉ là mic in Japan, toàn bộ 100% máy Nhật hết. Đấy, con này là đầu bò E30 này, hơi 85 xịn này. Đấy, và đầu bò này anh em nhìn nhá, máy móc còn đây, hơi của nó là HMB1. Đấy, máy móc của anh em nhìn nó rất là đẹp. Đây, cái nước sơn của nó quan trọng, là nước sơn từ những cái năm 1981 đến bây giờ là anh em phải hiểu nó là gần 40 năm rồi, nên nó vẫn giữ được cái nước sơn này, nó rất là ngon. Mà cái mức giá là thì để mức giá của nó thì em để cho các bác là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng nha, em có bớt cho các bác 200.000 để đổ dầu. Đấy, nói luôn các bác như thế. Còn máy móc thì là máy test lổ ngon, ok. Đấy, máy test lổ ngon, ok hết. Thì các bác xem mà các bác mà đấy nhá, đây em thử nhá. Đây. Đấy anh em thấy không? Số rất là đẳng cấp luôn. Và thứ hai nữa là anh em các bác mua về mà bảo ui con này không ưng đâu, có khói mình nó kêu, em sẽ đổi cho các bác con khác. Hoặc là anh em muốn hoàn tiền mình em hoàn tiền. Thì con này thì em nói luôn các bác là nó sẽ vào được con Honda 67 này. Anh em thay bộ hơi sang Honda 67, tay biên, điện, côn anh em sang là hết nhá, hoặc là anh em sang vách. Thứ hai nữa là anh em cứ thế để chạy cũng được, tại vì nó chỉ chuyển đổi từ côn trước sang côn sau thôi. Đây, chuyển đổi từ côn trước sang côn sau thì anh em về làm cái tai, anh em bắt cái côn sau đi cái là được luôn, nó rất là đơn giản. Thì cái tình trạng máy con này thì bên em còn đúng một con này thôi, anh em cảm thấy ok thì anh em mua nhá. Đây đấy, con này nó hơi xước chút nên nó mới in Honda, vì cái này nó rất là dày các bác nhá. Đấy, rất là dày, vì đôi khi bên em mới mua được chứ còn không phải lúc nào cũng có. Đấy, những cái dòng này thật sự với các bác ở thị trường Việt Nam thì anh em tìm thì chỉ có bên em phân phối thôi, chứ còn ít, rất ít người có những cái dòng như thế này. Đấy, anh em lưu ý. Đấy, cảm thấy ok thì anh em mua. Thì con này anh em lưu ý nhá, nếu mà anh em lấy cái chế Mikuli đây, con chế Mikuli ấy. À đây, nó theo chế đây, con này nó theo chế, quên em tưởng nó đây. Con này độc cái chế của nó nhá các bác nhá, đã tiền triệu rồi. Đấy, tiền triệu cái chế này. Đấy, nếu mua lẻ thì anh em phải mua gần tiền triệu. Đấy, cái chế này nó bị gãy mất cái tai thôi. Đấy, nó quý báu là thế, tại vì 45 rồi, gần 45 rồi, nên là hơn 45 rồi các bác nhé. Nếu mà từ 1981 là hơn 45 rồi. Đấy, anh em thấy số má ngon không, em thử lại cho phát nữa. Đấy, anh em thấy số không? Em nói thật các bác là để ở bên Trung Quốc thì họ không bao giờ sửa, có những con họ đi rất là ít. Thứ hai nữa là bên họ là khi nếu cục máy này hỏng hơi họ sẽ thay hơi, hỏng đầu bò thì họ sẽ, cái đầu bò không hỏng được, nhưng mà cứ hỏng cái gì là họ thay thôi, chứ còn họ không sửa. Nếu Việt Nam thì anh em có lấy lên cốt được. Đấy, con này là B80 các bác nhá, B80 giá 4.8 triệu nha anh em nhá. Rồi, em qua mã em giới thiệu con khác. Đấy, giới thiệu bác một con này nữa, thì là vừa rồi em nhập một lô nó giờ tầm 10 con này, hàng xe thanh lý công an. Thì con này là con phiêu mập, có nhiều bác thích phiêu mập, có nhiều bác thích phiêu neo, thì mỗi một cái loại nó thì khác nhau. Đấy, thì con này thì chạy đâu đó có vạn 2, vạn 3 thôi, con này chạy rất là ngon này. Thì anh em lưu ý nhé, con này là mã của nó là Q7 này, con này Q7 nhá.
Con này giá 6,7 triệu, hôm nay em bớt các bác 300.000 thì còn 6,4 triệu nhá. 6,4 triệu thì nó sẽ kèm theo cho anh em đầy đủ hết cả đèn hệ điện này. Thì anh em có thể lắp phiu neo, phiu mập, phiu led anh em lắp được hết nhá. Thì nó sẽ kèm đầy đủ hết như này. Đây, chế vào khí này. Đấy, rất là ngon. Con này đời thì em báo luôn đời cho các bác nhá. Con này đời 2011 11 18 tháng 11 2011 nha các bác nhá. Con này rất là ngon luôn. Máy móc thì anh em về bảo là ôi con này nó không ngon đâu, đổi, em đổi trực tiếp cho các bác nhá. Đấy, tiền phí bên em chịu. Đấy, nói luôn các bác, nếu anh em về cảm thấy ok được con này anh em mua nhá. Và anh em muốn test lỗ con này thì bên em cũng có clip test lỗ luôn, là để anh em đi đường xa nó đỡ mất thời gian. Và con này giá 6,4 triệu anh em nhá. Thì hôm nay thì em cũng giới thiệu sơ qua thôi, tần đấy con. Anh em cảm thấy ok được thì anh em mua nhá. Đây anh em nhìn này, ốc óng ánh vàng luôn, rất là ngon. Rồi em kết thúc video nhá. Thì các bác nào xem kênh, yêu quý kênh, anh em có thể đăng ký kênh nhá. Rồi thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em. Còn số điện thoại, ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá, là Quyết Bắc Giang 0364011683 và 0915198883. Rồi chào tất cả các bác, tất cả anh em nhá.